So let me introduce my first. My name is Quang from School of Electrical Engineering. I will be in charge for this class. So to start our class today, so look at how our class will be organized, teaching material, okay, syllabus of the class. I will say with you. Okay. Can you see my screen now? Yes, sir. Okay, it is a channel, okay, where we have a discussion, okay. So click on this channel, you can see it's a classroom. Sorry, not this one. This one, sorry. Okay, this previous two class I taught before. Okay, our class here. That is a SCTTT. Okay, and it's a channel. We will have discussion, and it's a classroom. And for teaching material, so we go to teaching material, and then you go to file. Where you can find all the teaching material. So actually, this is more than you need the actual teaching material. Start with the A, number one, okay, A, number one, and then go to number, let me see, number seven. Oh, six. Okay, and number seven. That's all you need for this class. For example, okay, for example, one A here, two A, two B, okay, three. Or number seven, until number seven. For other, it is a further, okay, or additional reading for the reading. And next about the exam, we have a midterm exam, if we have a final exam. For the midterm exam, it will be conducted by means of project. So it means the class need to set up a group, and then a group need to propose a project proposal, and then a topic, and work together to complete, and at the end of our class, so a group would be invited to make presentation to defend the project. So I will have a further guideline on how to prepare, how to propose the project for the final exam. So it will be in a traditional format. Normally the written exam, you have around four questions to answer. So during our class, so I will show you exam format, previous exam sample, something like that. So that it will become familiar with the final exam. And now go to the midterm exam, by means of a project. So you go to the class and then click on the file. So I will update more information here. So now look at one example. For example. This one.
Let me check. Okay. Is the project guideline? So for the project, you need to propose a topic. A topic related to our class around electronic and how to prepare. So we need to prepare in two form. First, a report, and the other, a PowerPoint presentation. So for the report, it's a normal report, so follow the traditional format. There are three or four chapters. Okay, the first chapter, normally introduction. The second, methodology or overall description of the system, normally in form of a block diagram. Number three, introduction to plan process, if any. For example, if your topic about to control DC motor, stepper motor, or some plan or devices, so we need to have some introduction to the device. Number four, design your system in terms of hardware and software, because our class is about analog electronic design. It is the first topic related to electronic digital technology and microprocessor. So we normally we don't have this part in the report. When you study more advanced courses like microcontroller or microprocessor, so it is an important part of the project. Good for our class, so normally you don't need this one. And chapter five, reason of the design and implementation. Finally, yeah, conclusion and recommendation, if any. So it is a traditional one. And next one is the PowerPoint presentation file. So PowerPoint normally for the report, so it's about 10 to 15 pages. For the PowerPoint also from 10 to 15 slides. It is a summary of the report, but it is a not repeated of the report. So remember, some students, when you prepare a PowerPoint slide or presentation, you copy the report into the presentation slide. So it is not recommended. Thì tôi xin trao đổi nhanh một chút về cái project. Nó là một phần quan trọng của cái đồ án này, của cái môn học này. Thì các bạn chú ý ở đây là môn học của chúng ta là môn học về, nó có một số cái tên, có thể tên là Electronic One, môn thiết kế điện tử, hoặc O, người ta gọi là môn điện tử tương tự, nó đều là dòng bản chất nó là như nhau. Về nội dung môn học thì phần trước tôi cũng đã nói với các bạn là cái nội dung môn học thì chúng ta sẽ lấy tài liệu từ cái một từ A còng, các cái tài liệu có chữ A còng này. Đầu tiên là xong 1 cho đến 7. Đấy, còn các chương khác đấy là cái chương là học tham khảo thêm, nó không phải trọng tâm, tùy thời lượng rồi vân vân. Tôi nói rất là nhanh nhưng mà liên quan chính nội dung cơ bản nhất của môn học này nó sẽ từ 1 cho đến 7. Thì đấy là cái nơi mà các bạn có thể download các cái tài liệu. Thì thi chúng ta thi dưới hai hình thức là điểm giữa kỳ dưới dạng project và điểm thứ hai điểm cuối kỳ như hình thức thi truyền thống. Truyền thống thường có khoảng 4 câu hỏi. Về thi truyền thống thì bạn quen rồi, còn về cái project thì tôi nghĩ cũng một số bạn biết, thì thường các bạn sẽ đầu tiên các bạn sẽ cần bước đầu tiên, tức là các bạn đề xuất topic, thường lập cái nhóm khoảng 4 người, tối đa là 4 người. Ok. Sau đó các bạn lập một nhóm rồi đề xuất một cái đề tài liên quan đến môn học này về điện tử. Thì tí nữa tôi sẽ nói là cách đề xuất như thế nào. Thứ hai là các bạn phải làm kết thúc môn học, các bạn sẽ bảo vệ thường vào tuần 14, 15 và hoặc tuần dự trữ tuần 16 của cái môn học này, các bạn sẽ bảo vệ mỗi nhóm lên bảo vệ. Thì
thì các bạn sẽ nộp cái bản report thường là dưới dạng file PDF, file doc đầu tiên này. Và một cái dùng cái slide bao quanh khoảng 10 đến 15 trang nhá. Report cũng viết khoảng 10 trang để các bạn trình bày. Về cái report thì các bạn theo cái nội dung truyền thống ấy, cái format truyền thống ấy. Đầu tiên là chương mở đầu, chương thứ hai là cách tiếp cận hoặc là mô tả chung hệ thống, thường là sơ đồ khối. Đó. Block diagram. Sơ đồ khối. Cái thứ ba đó là mô tả cái đối tượng hay cái thiết bị mà bạn sẽ xây dựng. Ví dụ các bạn là điều khiển động cơ thì bạn phải nói qua một chút về động cơ bước. Thì cái bài toán, có những bài toán đơn giản là điều khiển cái đèn LED, một số cái ví dụ đo nhiệt độ cái gì thì có khi không cần, tại vì nhiệt độ cái đối tượng của bạn là nhiệt độ không khí ngoài trời thì mình không cần mô tả cái đấy. Nên ở đây là this chapter can be skipped if the plan of set is too simple or not present. Ví dụ trong nhiệt độ thì người ta coi như là không có đối tượng. Đấy. Hoặc là symbol để điều khiển cái đèn led chẳng hạn thì mình không cần phải đi mô tả cái đèn led làm gì. Nhưng từ cái động cơ cái gì tương đối phức tạp thì cần một chút mô tả. Cái tiếp theo là về chương 4. Một chương quan trọng nhất là thiết kế thì có phần cứng và phần mềm. Đây cái format chung nó áp dụng cho tất cả các môn học. Đấy. Kiểu như cách như cờ writing ấy. Thì phần chúng ta có phần cứng và phần mềm. Đối môn học này thì là môn học đầu tiên trong chuỗi các môn học liên quan đến điện tử. Đấy. Về vi xử lý, vi điều khiển cũng như là về công nghệ số. Nên cái phần mềm thì hầu hết là không có. Không có cái phần mềm trong môn học này. Thường các bạn học các môn học sau, các kỳ sau thì các bạn bắt đầu liên quan đến phần mềm trong thiết kế điện tử rồi vân vân. Phần mềm ở đây là phần mềm viết chương trình, chứ còn phần mềm mô phỏng nó lại khác nhé. Thì tí nữa nói về cái phần mềm mô phỏng là gọi là EDA, Electronic Design Automation. Còn chương 5 và chương 6 thì là chạy thử nghiệm, rồi kết luận, rồi hướng phát triển, không có gì cả. Next là về cái PowerPoint để các bạn trình bày thì thường là 10 đến 15 trang thì nó là tóm tắt của những nội dung chính của đồ án. Tuy nhiên thường nhiều bạn ấy, rất nhiều bạn là bị cái lỗi là copy từ report sang PowerPoint thì cái đấy không được, không nên làm, nó không đúng. PowerPoint nó chỉ 10 trang cùng ví dụ 10 trang PowerPoint và 10 trang report dưới dạng PowerPoint ấy, nó khác nhau. PowerPoint nó viết thường rất là ngắn gọn, không cần câu cú đầy đủ. Ví dụ có bạn introduction, it is a normal error, ok, you copy introduction from the report into your presentation file, so it's not recommended, it's too many text, too much text, yeah, in the PowerPoint presentation. And in the PowerPoint, please charge your back to you like image, figure, diagram to present the idea rather instead of using text. This is the recommended for PowerPoint. Trong PowerPoint cố gắng sử dụng hình ảnh, các cái biểu đồ, sơ đồ, hình vẽ, sơ đồ gọi là block ấy, khối hoặc là các sơ đồ mạch để trình bày cái ý tưởng của bạn thay vì dùng chữ, người ta hạn chế dùng chữ. Ok, so for the how to prepare, ok, and propose and implement the project. So first, you need to propose idea or topic. For example, motor control, ok, door control, neck control or something like that. So how to propose? So you have several ways you can propose topic. First, have look around you. Ok, also how you're in a supermarket like car park. Look around you and find any interesting device or beautiful device you want to design, something like that. Ok, it's the first. The second, the information short you can use to propose the idea. Ok, you study other subject also at the same time. So other subject may have the idea from other subject. For example, if you study
subject called instrumentation, đo lường, kỹ thuật đo lường. Okay, in that subject, yeah, you have a chance to work with other devices or equipment. So you can, okay, have an idea from such subject. And number three, okay, number three, so go to Google, okay, and do Google search. There are many topics available you can find. Okay, and the doc, okay, have a look at and sort out and use your logical thinking to make decision which one. Yeah. And to propose project, most important, yeah, think about the suitability of the topic. Suitability mean, yeah, the topic, how much the topic related to what you study from this project. Okay. And the time, the complexity of your project is too much difficult. Okay, how much time? Yeah, you need to spend. And then yeah, within the group have a discussion. Yeah, about project have some preparation. Yeah, to for discussion with the lecturer. Yeah, me, in this case me. So it is recommended that you, the group, should set up two or at least two or more than two topics. Because yeah, when you propose or have a discussion on the project with the lecturer, so it might be likely that yeah, the project topic is not suitable and reviewed by the lecturer. Oh, especially later group, maybe I'm going to have a 20 group, especially from the group 10 and after group 10, you have a similar or almost the same group topic with other group. For example, you just prepare temperature control or temperature measurement, something like that, circuit. But the group number two also propose that idea already. So when it is time or it's your turn to make presentation or discussion, you have nothing to discuss. That's why that I strongly recommend you to propose at least two topics. So I will tell you how to set up group and register yes, your topic. So if you look at this, come back to the registration file, I will put later, or for example here on our class. Okay, you will go to one Excel file, yeah, on our Excel file like this, and you have group number and group member here. For example, in our class, as I told you, so maximum number of member for each group, four. For this class, I taught yesterday, three, because the number of students for that class is much fewer than our class. So maximum three, but our class, four maximum. So read out the member name, okay? Member name of the group, and more important here, two project topic you want to propose for this and discussion, and have discussion, and mobile phone number, but most important, member name and topics you want to propose. And next, so what kind of software tool yes you need to use for this project? So actually our class is about electronics, and nowadays as you know, to design and implement such a circuit, analog circuit, we need some kind of software tool. So there are several software tool, popular software tool you can use. I give you some example.
So sock webtoon here, normally we call EDA. It means electronic design automation. Yeah. So some webtoon Proteus, yeah, or Antun, depend on, yeah. But the most popular, yeah, Proteus. But more professional for this design, especially much beautiful schematic and PCB design is Antun. So, but for our class, so I recommend you Proteus. Okay, so I just provide you with some basic information on our class. So first, do you have any question related to what I have mentioned before about the exam? Yes, how exam will be organized in our class, teaching material, project, something like that. So before we go into detail of what we study. Class content or class syllabus. Before that, so any question? If you are not clear with anything I just mentioned, so please go ahead. Thì trong cái bảo đồ án ở đây thì các bạn có thể các bạn mới các bạn chưa quen, yeah. Thì nhiều bạn bảo em thấy em chưa học thế thì em đề xuất đề tài như nào, thì thường các môn học các bạn hoặc là rất hôm qua tôi dạy về một môn gọi hệ thống nhũng, thế cũng thường là bắt đầu các bạn vào các môn mà mang tính thực tiễn hoặc là thực hành như này thì thường người ta sẽ yêu cầu các bạn là phải làm một cái đồ án lấy điểm giữa kỳ. Đấy. Lấy điểm giữa kỳ, và thường cái đồ án thì là khuyến khích là các bạn làm dưới dạng mặt thật. Đấy. Thì cái cách chọn đồ án thì tôi cũng nói là chọn đồ án cái quan trọng nhất là các bạn phải chọn là cái tính phù hợp là quan trọng nhất. Phù hợp ở đây thứ nhất cái quan trọng là nó phải liên quan đến những gì chúng ta đã học. Các bạn làm xong thì nó phải sử dụng cái kiến thức chúng ta đã học, tức là một cái đồ án mặc dù cũng có vẻ nghe tên là điện tử tương tự cái gì đó nhưng mà nhìn ra mà không thấy liên quan đến môn học, nên đầu tiên nó phải liên quan đến môn học, nó phải 60-70% những cái gì vậy trình bày bạn làm trong đồ án đấy nó phải liên quan đến môn học. Đấy là cái quan trọng nhất. Cái thứ hai là cái độ phức tạp. Chọn theo cái năng lực của nhóm mình. Cái nhóm mình làm, ví dụ nhóm mình vừa thì mình chọn cái đồ án vừa. À, nhóm mình giỏi thì mình hoặc là ham mê thì mình làm cái đồ án phức tạp hơn. Và một số bạn thì làm cái đồ án để mình học nhiều hay một ít. Có những đồ án mình thấy mình cảm giác nhận là mình làm xong mình không trải nghiệm được, không làm được cái gì nhiều lắm. Chọn cái nào mà mình cảm thấy mình thích trải nghiệm nhiều. Đấy là cái thứ tiếp theo. Và cái cuối cùng là cái lượng thời gian phù hợp. Ví dụ ham mê nhưng mà gì mình cũng có môn học khác nữa, cái gì mình cũng muốn làm, nhưng mà cái năng lực, cái thời gian, quỹ thời gian mình chỉ có hạn thôi. Và cái đồ án nó cũng chỉ chiếm mới 30% thôi sau môn học. Thế thì mình cũng phải cân nhắc cái đấy. Đấy. Thì tất nhiên ở đây thì các bạn thấy có rất nhiều bạn thì người ta ham, đặc biệt những môn về lập trình hoặc một số cái chuyên sâu, người ta còn thích làm đồ án hơn cả học rồi. Tại vì một số người ta ham, người ta theo cái gọi là passion, thì đấy không nói gì cả. Đấy. Và thường người ta cũng khuyến khích, các thầy cũng khuyến khích những cái bạn mà có niềm ham mê. Đã có những bạn là người ta chỉ học đều, môn nào cũng đều và tương đối giỏi. Các bạn thì người ta chỉ thích một số môn này, một thích một số phần này, của môn này. Cái đấy là tùy theo chiến lược học của từng người. Tìm cái ý tưởng đồ án thì các bạn thường tìm là từ mấy cái nguồn thông tin. Nguồn thông tin thứ nhất là nhìn xung quanh bạn ấy. Nhà cửa thì các thứ thiết bị xung quanh có cái gì đó hay không? Trong nhà bạn đầu tiên hoặc đi ra ngoài siêu thị, khu tập thể, vào trên đường phố ô tô thì thấy có gì mà nó hay, nó tạo ra mình cái ý tưởng. Mình hoặc là đi trong trường, cửa tự động này, vân vân, nhiều thứ. Đó. Tất nhiên ý tưởng thì nó có rất nhiều, đặc biệt là tí nữa là có cái phương pháp nữa là đi qua mạng, bạn lên Google bạn tìm, ví dụ 100, 1000 này, topic gì đó
vân vân này, 100 topic hạng nhất liên quan đến gọi là analog electronic hoặc là electronic design chẳng hạn, thiết kế điện tử thì bạn ra rất nhiều. Thì cái quan trọng là bạn phải chọn được cái phù hợp. Lúc nãy tôi nói trên mạng hiện nay thông tin rất là nhiều, và thường bây giờ cái mạng là cái quan trọng nhất, cái công cụ, một trong công cụ quan trọng nhất để bạn tìm thông tin. Còn cái thứ ba là bạn có thể tìm ý tưởng từ các môn học khác, tại vì trong cùng một lúc bạn học rất nhiều môn thì từ các môn khác đấy bạn cũng có ý tưởng. Như là học đo lường thì nó có những cái mạch đo, thì bạn có thể dùng điện tử này bạn bổ trợ đấy, vào các cái thiết kế các cái phần trong cái môn đo này. Và rất nhiều bạn thì có thể làm được kết hợp cả cái đồ án của môn học khác và môn học này với nhau, tại vì điện tử là nó chung, nó sẽ là cái nền tảng để nó bổ trợ cho những cái môn chuyên môn chuyên ngành. Điện tử này là môn, nó gần như là môn chung cơ bản cho cái ngành điện hoặc cơ điện tử, một số ngành cũng còn, thì nó sẽ là cái công cụ nó hỗ trợ một số môn học khác. Đấy là các cái thông tin liên quan đến môn học để các bạn chú ý. Thì nhóm tối đa nộp là 4 người, thành lập là 4 người, và thường đề xuất là yêu cầu ít nhất là có 2 topic đề xuất. 2 topic. Và các bạn sẽ phải trình bày cái topic đấy bắt đầu từ tuần sau. Tại vì chúng ta chỉ có khoảng 3 tuần đầu chúng ta trình bày đâu. Sau đấy là khóa đề tài. Chọn ra cái đề tài đấy là phải khóa. Và các bạn làm theo cái thống nhất theo cái đề tài đấy. Một số bạn thay đổi thì trong một số trường hợp đặc biệt đấy. Ví dụ bạn ấy làm một thời gian bạn thấy là có đề tài hay hơn nhưng mà hạn chế. Tại vì khi bạn thay đổi thì cái thời gian, quỹ thời gian bạn còn lại là không nhiều. Thế thì đề tài thì 2 đề tài, tại sao đặc biệt cái nhóm sau thì thường phải 3 đề tài? Vì các bạn đưa ra một đề tài thì nó rơi vào xác suất cao, đặc biệt là các nhóm đằng sau. Mấy nhóm đầu thì đỡ, nhưng các nhóm đằng sau thì rất bị hay xảy ra. Tức là cái đề tài bạn chọn thì người khác đã làm rồi. Hoặc nhiều khi cái tên nó khác nhau, nhưng nội dung nó là một. Gần giống nhau thì thầy sẽ không đồng ý. Hoặc là gì? Cái độ phù hợp của đề tài. Có những đề tài các bạn không tin, bạn nhìn cái tên đó thôi, nhưng vào làm thì mới thấy nó không liên quan đến môn học. Nghe thì nó cũng nghe là điện tử. Tại vì chú ý, điện tử thì người ta có gì? Điện tử 1, điện tử 2, hoặc là điện tử chúng ta đang này. Có cái điện tử là điện tử công suất. Đó. Rồi môn vi xử lý, vi điều khiển, số. Thì cái bài toán người ta là cùng, chúng ta thấy bản chất. Đầu tiên, cái bài toán người ta là chuyên về điện tử. Tương tự, người ta chuyên về các cái công nghệ tương tự. Người ta vẫn giải quyết được các bài toán điều khiển động cơ rồi, đo lường ấy, người ta vẫn làm. Hồi xưa người ta làm gì có số, có vi xử lý, người ta vẫn làm. Đó. Tuy nhiên bây giờ thì khi có sự xuất hiện của số, vi xử lý, thì người ta có thiên hướng là chuyển những cái phần nào mà hồi xưa làm bằng điện tử tương tự sang các cái công nghệ mới này càng nhiều càng tốt. Vì cái ưu điểm của cái công nghệ mới về số, về vi xử lý điều khiển nó đem lại, về độ tin cậy, độ chính xác, tiết kiệm năng lượng, độ linh hoạt trong lập trình vân vân, nó rất nhiều. Thì các thiết bị hồi xưa thường nó rất cồng kềnh, không linh hoạt, độ chính xác kém, nên người ta phải chuyển sang. Và một cái khó của cái môn học này là bạn dùng một cái truyền thống, một cái không phải phổ biến để bạn giải quyết vấn đề. Ví dụ điều khiển động cơ đó. Trong đề tài này người ta lại bắt bạn sử dụng cái kiến thức về điện tử, bạn đi giải quyết cái bài điều khiển động cơ đấy. Nhưng khi này bạn lên trên mạng thì bây giờ người ta toàn dùng số với vi xử lý, nên bạn nào không tin làm cuối cùng đi bảo vệ là tan thế số vi xử lý chả thế điện tử. Thì cái, ở đây là vì cái môn học này là cái môn học cơ bản, nên người ta sẽ yêu cầu bạn sử dụng kiến thức cơ bản để bạn giải quyết bài toán đấy, chứ không phải sử dụng cái phổ biến hoặc cái thông dụng bây giờ. Ok, bạn như học cái môn này, bạn như bắt đầu là như học lớp 1 ấy, vào cái ngành điện chúng ta. Là lớp 1 thì bạn sẽ phải sử dụng các cái kiến thức của cái lớp 1 đấy thôi để bạn giải quyết bài toán. Tất nhiên, nhiều khi nó không mang tính thực tiễn. Mang tính thực tiễn. Tuy nhiên nó tạo ra các bạn cái nền tảng để bạn hiểu, bạn học các môn học khác. Thế nên ở đây các bạn chú ý, nhiều khi làm đề xuất làm đồ án về môn điện tử tương tự này hoặc thiết kế điện tử này nó khó hơn làm đồ án về vi xử lý điều khiển. Và đặc biệt cẩn thận với cái đề tài. Dùng vi xử lý về điều khiển, một số bài toán giải quyết rất đơn giản, nhưng sang môn này rất khó. Đừng phải biết chọn.
cùng cái nhiệm vụ đấy nếu dùng vi xử lý vi điều khiển. Tại vi xử lý vi điều khiển thực chất nó là kết hợp của tương tự với các cái công nghệ vân vân, nó gói vào trong một con chip, người ta làm sẵn cho bạn rồi đấy, bạn chỉ viết chương trình rồi cấu hình chân rồi vân vân, nó dễ hơn. Tại vì đúng theo cái xu hướng công nghệ là phải hiện đại, dễ dàng, nhiều tính năng, gói hết vào system con chip, gói vào con chip nên nó đơn giản hơn. Thì các bạn chú ý nó làm môn này nó nhiều khi nó sẽ khó hơn đấy, về đồ án nên chúng ta phải chọn, hoặc là các bạn lên trên mạng thì tìm, mà tìm không cẩn thận thì lại tìm thấy cũng giải quyết bài toán đấy nhưng người ta toàn sử dụng công nghệ cao người ta làm. Đó. Thì các bạn chú ý. Ok, regarding topic preparation and proposal, do you have any question before we go to next topic? When you said about you, like we have to prepare at least two topics, what do you mean by topics? I mean, is kind of like ideas or some kind of project, other project? Right. Okay. Talk about topics. So topics, for example, okay, the group come up with a topic. First topic, door control. The second topic, maybe temperature control. Two topics. So, what you need to prepare for each topic? So normally, when you go for a discussion, okay, on the topic, you need around five slide, PowerPoint slide, yeah, for discussion. First slide, okay, the topic name, like motor control, okay. Second, the objective and the expected outcome of the topic. Okay, one door, for example, I want to motor control. So what kind of control you want? Speed control, position control, or something else, torque control. Normally, speed control, most popular. Okay, and then, expected outcome. That's a theory or simulation or actual circuit. I want to have an experience, improve my experience in electronics. So I want to be what the practical circuit. And the third slide, for example, block diagram. For the motor control, so you need to brainstorm, yeah, how to build up a motor control system in block diagram. Block diagram. For example, motor, so I need motor, okay? Okay. And then I need power, okay? I need control, I need amplifier. Yeah. Or if I want to have a closed loop, I need feedback. Yeah, using sensor, something like that. So the common mistake, yeah, student common mistake. Okay, you skip the block diagram or system diagram, go straight into detail schematic. So I will have a further discussion later. Okay, so and then after slide number three, normally the block diagram, you have some discussion on function of a block. Function of block. How do you understand? Yeah. Function of a block for power supply. So I will be power supply is the input, for example, AC voltage, 220, 50 hertz, and the output 5 volt. Something like that. Because if 5 volt needed DC, DC voltage needed for controlling my motor, something like that. Okay. You additional circuit may be needed. For example, you want to display something, it's a LED or have some warning signal for the temperature. Okay, too high, so you will turn on red LED, something like that. Okay, and okay, go ahead. Yes, okay. Oh, like, can you give us some examples from your previous class? Okay, first, I will show you later. I will show you how they prepare, okay, for the next session. Yeah, later, we will have a further discussion. And as I told you, so be careful with the slide number three. Normally, students go to do some Google search and you get some detailed schematic. So try to avoid
proposing detailed schematic at this time. Normally, brainstorm related to block diagram. Okay, so we will have a further discussion later. Give you some example. Any other question? Do you have any other question? Thầy, thầy giảng thêm về điện tử như thế nào đúng không hả thầy? Later, so that's why I tell you that before go into, okay, first the syllabus, what we will study. And then what about electronic, what's the difference between analog and digital and microprocessor? And what kind of component we will study? So after this first overall introduction and discussion first, I want to finalize this one first before going to the next topic. Và trước khi đi vào chi tiết về nội dung học, chúng ta đã gì về nội dung đâu, đã chứ không nói gì về điện tử cả, bây chỉ nói về chung chung này, toàn về xung quanh cái môn học này, tài liệu ở đâu, ở kênh trao đổi thông tin nào, lớp học như thế nào, hình thức thi cử như thế nào, đề xuất project như nào, chưa đi vào nội dung cả. Thế thì tôi muốn chỉ hỏi về cái hình thức chung đấy, các bạn có câu hỏi chưa? Bắt đầu chúng ta sang. Thầy có thể nói thêm về cái chỗ block diagram. Hôm nay em thấy thầy có nhắc đến việc là có nhiều bạn sinh viên trước bị nhầm ở chỗ giữa block diagram và cái liệt kê các cái detail của. Ok, thì thường như này, như tôi nói tiếng Anh có thể nhanh, các bạn chưa nghe quen, đó. Tức là có cái thường người ta chuẩn bị, người ta đưa ra 5 cái slide trong cái file presentation ấy. Tức là khi các bạn thảo luận ấy, lên ấy, các nhóm đây em có 2 đề tài, một đề tài về điều khiển động cơ, một đề tài về nhiệt độ, điều khiển nhiệt độ chẳng hạn nhé. Thế thì mỗi cái đấy bạn phải trình bày 5 slide, thực ra nó nhanh lắm. Chủ yếu là cái slide block ấy, nó là cái quan trọng. Slide đầu tiên thường là về tên của cái đấy thì dễ quá thôi. Thứ hai là cái mục tiêu và mong muốn bạn muốn đạt được. Ví dụ em điều khiển về động cơ, thế động cơ đây là động cơ một chiều hay động cơ xoay chiều, đấy, công suất khoảng bao nhiêu, mô tả qua về cái đối tượng mà em điều khiển. Cái thứ hai nữa là cái mong muốn của em, cái mục tiêu đầu ra của em muốn thì tôi đều điều khiển tốc độ hay là điều khiển vị trí. Giả sử trong điều khiển động cơ thì nó phổ biến nhất là điều khiển tốc độ, hoặc là tôi chỉ điều khiển là on hay off thôi. Đa số của những đồ án này thì người ta chỉ on hay off, cho nó chạy như thế nào chưa quan trọng, đã cho nó chạy là chạy dừng hết. Đó. Còn một số bạn là tăng tốc giảm tốc nữa. Đấy, nó tùy theo cái ham mê hoặc cái sự quan tâm của bạn. Và cái nữa là bạn muốn làm mạch thật hay mô phỏng hay là chỉ làm lý thuyết thôi. Một số bạn ví dụ không có điều kiện, thường cái này ít xảy ra, trừ một số đề tài khó không có phương tiện, mô phỏng không làm được, làm thật không làm được thì mới làm lý thuyết tuần túy. Còn đầu đa số các đề tài của bạn nó nhỏ thì ít nhất làm ở mức độ mô phỏng. Mô phỏng này tôi nói là người ta sử dụng các cái công cụ người ta gọi là Electronic Design Automation Tool, software package đấy, tức là cái công cụ mà thiết kế gọi là các cái gói đấy, hỗ trợ thiết kế bằng phần mềm cho cái điện tử. Thì người ta có cái công cụ tên chung người ta gọi là EDA. Một số cái phần mềm cụ thể là Proteus này, OCAD và Antun thì tôi nghĩ một số bạn cũng đã biết rồi. Nó nhiều phần mềm lắm, nhưng thường đối với sinh viên nó phổ biến nhất là Proteus, là phần mềm mô phỏng, nó phần phô mỏng cả phần cứng và cả lập trình sau này. Hiện nay thì chúng ta chưa đến lập trình, tức là bạn lập trình cái con mạch chip ở đấy, sau này bạn có thể nhúng cái code chương trình viết hàng mấy nghìn dòng lệnh vào để nó chạy. Thì ở giai đoạn này thì chưa, chủ yếu là chỉ là phần cứng thôi. Chúng ta gọi là hardware. Hôm nay tôi nói cái chương số 4 ấy, nó có hai phần hardware và software. Thì đối với chúng ta chủ yếu chúng ta quan tâm đến phần cứng, còn cái software ở đây nó chỉ là công cụ chứ không phải là cái code, cái mã chương trình, cái thuật toán bạn tạo ra. Chú ý nhé, đây nó chỉ là công cụ để thực hiện software này. Và cái phần mềm nữa là hai cái phần mềm này là tùy bạn thôi, OCAD hoặc Antun. Antun thì người ta chuyên sâu về thiết kế các cái mạch phức tạp, các mạch đơn giản phố tiết thì nó đi sinh viên thì người ta hay sử dụng, còn đi bạn nào ra ngoài những mạch phức tạp người ta dùng Antun. Thì thiết kế mạch nó có hai cái thiết kế, thứ nhất là schematic and PCB printed circuit board mạch in.
kinematic tức là cái mạch mạch cái nguyên lý ấy, vẽ con IC này nối con IC kia, ví dụ từ con IC số 1 nối con IC số 2, vị trí con IC em có thể đặt ngẫu nhiên bất kỳ ở đâu, miễn là nhìn cái sơ đồ mạch nguyên lý nó nhìn nó dễ giải thích, nó thuận mắt nhá. Cái đường dây đi điện nối từ điểm đầu ra của con IC thứ nhất với con thứ hai, bạn muốn đi thẳng, muốn đi chéo, muốn đi lòng ngoằng nào tùy, vẽ thế nào để sau nó nhìn cho nó dễ. Nhưng đấy là mạch người ta gọi là nguyên lý, nó to nhỏ là quan trọng. Nhưng thứ hai là mạch in. Mạch in là cái gì? Cái làm thật, vị trí nó phải như thật. Sau này ví dụ bạn nhìn cái bo mạch của bạn, kích thước nó là bao nhiêu, vị trí nó nằm ở cái vị trí nào, tọa độ nào, vân vân. Chân cản nó ra thì nó phải đúng như làm thật. Thì người ta gọi là mạch PCB. Thì thằng Antum nó mạnh về cái đấy hơn, hoặc là nhiều lớp. Bình thường nó chỉ có một lớp ở trên, người ta có thể hai lớp. Có thể con IC nằm mặt trước, mặt sau, rồi đi dây ngầm ở trong, rồi nhiều lớp, đa lớp, những cái mạch phức tạp ấy. Về cái slide thứ 3, tức là slide quan trọng nhất trong việc đưa ra gọi là brainstorm, tức là đưa tạo ra ý tưởng. Tôi sẽ xem. Block diagram đấy, các chúng ta hay bị nhầm thế này, tức là khi chúng ta đưa ra cái điều khiển động cơ thì các bạn cứ lên trên mạng, tự nhiên nó đưa ra một cái mạch có sẵn này. Người ta gọi là thường là mạch schematic, mạch nguyên lý. Mạch nguyên lý. Mạch in thì nó dễ, mạch in thì là người ta có mạch nguyên lý, người ta sẽ có các cái công cụ tự động người ta chuyển sang mạch in. Đấy, theo một số thuật toán rồi vân vân ấy, thì cái đấy chúng ta chưa đi sâu vào cái giai đoạn này. Cái mạch nguyên lý đối với các bạn là quan trọng nhất. Và mạch in sau này nó công cụ nó tự động, phần mềm nó làm hết. Bạn đặt con vị trí như nào, kích thước như nào thì cứ dây dợ nó đi, nó tự nó đi sao nào cho nó tối ưu, sau một số cái tối ưu. Thì chúng ta chưa đi ở giai đoạn này. Thì cái mà chúng ta hay nhầm là trong giai đoạn này, điều khiển động cơ bạn đã đưa ra cái mạch nguyên lý, mạch chi tiết hết rồi, tức là có sẵn hết rồi. Thì những giai đoạn đấy người ta gọi là đấy là bạn đi ăn cắp hoặc là bạn đi tham khảo ý tưởng người khác, chứ chưa phải là giai đoạn xây dựng ý tưởng. Xây dựng là người ta, thế dụ điều khiển động cơ thì người ta bắt đầu, người ta brainstorm, thế thì chúng ta phải biết là điều khiển động cơ nó gồm những cái gì, đo nhiệt độ, chúng ta đo nhiệt độ của môi trường, thế thì nhiệt độ môi trường, thế bây giờ ít nhất đo nó phải, đầu tiên nó còn cảm biến. Thế con cảm biến thì cái khối cảm biến đầu vào là nhiệt độ, đầu ra thường là điện áp, và chỉ điện điện áp. Cái điện áp đấy thế làm sao mà biết được? Từ cái điện áp đấy, mục tiêu của chúng ta là biết được cái nhiệt độ. Hoặc là một số bạn là nhiệt độ lớn hơn ví dụ 30 độ C thì chúng ta bật một cái còi nào lên, nhỏ hơn thì chúng ta không có tín hiệu báo hiệu rồi, quá nhiệt độ rồi. Thế thì tôi phải cái điện áp đấy sau đó tôi thì so sánh với một cái nào đó. So sánh với cả một cái gì đó để biết là nó trên nó dưới 30 độ, thì tôi phải có ít nhất là có bộ so sánh ở đấy. Còn tại sao nó lại 30 độ, một cái điện áp một cái là 30 độ kia làm sao chúng ta tạo được, thì bạn tiếp tục bạn brainstorm. Đầu ra của nó là nó phải bật một cái thiết bị gì đó, như cái đèn, cái led báo hiệu màu đỏ là quá nhiệt độ, hoặc là cái còi đấy, cái còi thì ít nhất là khối là đầu ra cái bộ so sánh đấy là điều khiển cái còi. Trong một số sau bạn học tiếp là điều khiển cái còi, thế đầu ra của bộ so sánh nó có trực tiếp vào cái còi được hay không? Thế chúng ta chắc cái còi lớn như thế nào? Thì còi mà công suất lớn ấy, thì chúng ta phải có bộ khuếch đại. Thế đầu ra của bộ so sánh đấy phải đi vào bộ khuếch đại rồi mới đến cái còi. Đấy là cái cách người ta brainstorm. Sau đó người ta mới đi chi tiết là con phải nguồn nữa chứ. Tất cả những thiết bị này có nguồn không? Còi, nó có khối nguồn đó. Thế thì bắt đầu mình, đấy là cái cách mà mình brainstorm. Sau đó người ta mới là khối nguồn thì tôi cần nguồn gì, đầu vào của tôi thường là điện 220 ở trong ổ cắm của bạn, đầu ra 5V hay là 3V thì đó tùy. Đấy là về khối nguồn. Khối so sánh chúng ta phải tìm ra, sau này đi vào chi tiết đấy, để thiết kế chi tiết đấy, thì trong cái nội dung học chỗ nào nó người ta nói về bộ so sánh, xây dựng bộ so sánh như nào. Cảm biến thì thường môn học này không dạy, các bạn lấy một con cảm biến có sẵn đấy thì cái đấy nó dễ, bạn cứ chọn cảm biến, thực ra các con cảm biến nhiệt độ, áp suất rồi vân vân thì người ta là biến đổi đại lượng vật lý, ví dụ như là về tốc độ hoặc là về nhiệt độ hoặc về độ ẩm thành đại lượng điện. Chúng ta cảm biến nó chỉ đơn giản đấy thôi. Đối với môn học này người ta coi chỉ là đối tượng vào và ra.
coi coi thì các bạn lên chọn cái coi bắt rơi cái coi gì đó chúng ta tham khảo tiếp. Đấy là cái cách người ta gọi là brainstorm. Thì sinh viên chúng ta hay nhầm là đưa ra một cái mạch chi tiết, tại vì trên mạng thường người ta hay đưa ra luôn mạch chi tiết và người ta bỏ qua là brainstorm. Ok, về cái phần phần đấy thì có vấn đề gì không? Cái giai đoạn lúc nãy, cái chương số 2 chính là cái chương về block diagram đó. Còn chương thứ 3 nãy nói về mô tả về đối tượng điều khiển đấy, hoặc phân tích hệ thống. Trong chúng ta thì thường các đối tượng mà tương đối phức tạp một chút thì chúng ta nên nói điều khiển động cơ. Bạn trong bài của bạn là điều khiển động cơ thì bạn nói qua là động cơ nó là cái gì, thế điều khiển của nó thì chúng ta điều khiển phương pháp điều khiển là gì, để tí nữa chúng ta xây dựng cái mạch. Còn các bạn đối tượng đơn giản quá thì đo nhiệt độ thì người ta không cần cái chỗ nhiệt độ, người ta cần không cần mô tả về cái nhiệt độ là thế nào vân vân, người ta không cần. Đấy, trừ trong một số trường hợp cái nhiệt độ nó ở trong môi trường đặc biệt thì người ta với cần mô tả về cái cách đo nhiệt độ nha, còn nhiệt độ bình thường chúng ta làm không cần. Hoặc cái đèn led điều khiển, mỗi cái đèn led sáng on off đơn giản quá thì không cần. Còn chương thứ tư thì trong giai đoạn này thì chúng ta sẽ chưa bàn, và trong quá trình làm học dạy bài học này thì các bạn bắt đầu các bạn sẽ tham khảo các cái nội dung môn học rồi tìm trên mạng để các bạn chi tiết hóa từng khối một. À, khối nguồn thì chúng ta thực hiện như thế nào, khối khuếch đại thực hiện nào, khối so sánh thực hiện nào, cái con cảm biến thì lên trên xem là lấy cái con cảm biến nào, nhiệt độ nào. Yeah. Ok, so any other questions? Okay, so if no further question, I will go to a detail, yeah, further detail of our class. So first, for the content or syllabus of our class, so it is a detail. So first, introduction and overview. Second, diode and junction is the application. And next, BJT fundamental, yeah, we will study introduction, structure, operational principle, model, classification, blah blah. And next, first fundamentals. So actually, the first in our class, we will study three key electronic components. First, diode. Second, transistor. Third, op-amp, operational amplifier. Very simple. Okay, so all our class will be around these three electronic components. For transistor is the first one, first component, diode. The second, we have a BJT and FET. BJT mean bipolar junction transistor, in Vietnamese transistor dẫn cực. FET is a field effect transistor, transistor trưởng. They are transistor, but it's a old-fashioned transistor. It's a nowadays transistor. Okay, so I. And next topic about cascaded current source, blah blah. So it is the like additional, yeah, to BJT and FET for your cascade amplifier. Yeah, so we will combine several transistor of BJT or FET to make more complicated. Yeah. And the third component, okay, op-amp amplifier. So we have a introduction structure, blah blah. So what about this operational amplifier? Actually, it is the analog IC. So nowadays we use like digital integrated chip or microprocessor, okay, to build up electronic circuit. But in the past, yet when like digital technology or microprocessor was not available,
So it is a, it was very common way to build up circuit or equipment. This is actually analog integrated chip. And other like comparator factory is also additional information. Okay, possible comparator actually is a kind of op-amp to make comparison between inputs. So for example, as I told you before, if you want to compare one input with other input, for example, for temperature control over temperature control, as I told you before, one input actually coming from the output of sensor. It's give you the information about the outside temperature. It's the first input. The second input is the threshold or the level you want for comparison, possible 30 degree. So in using this one, you can make comparison between the outside temperature and the threshold, for example, 30 degree. And for the power supply, and I told you every electronic circuit needs power, how to build up power. For electronic one, normally we need the DC power, for example, 5 volt. So how to build up 5 volt? 5 volt, so have a several way. You can use like ready-made 5 volt, go to the electronic shop, buy 5 volt adapter, like your adapter for mobile phone. Or you can build your own one. Normally the available power source, the most available power source is the AC power source, not DC. Also the power source it comes with 220 and 50 hertz. How to convert it from silver or household AC power source into like DC voltage, 5 volt or 9 volt or 12 volt. Ok, thì đây là nội dung môn học chúng ta. Thì môn học này nó cũng rất đơn giản. Học chung qua 3 đối tượng. Đối tượng thứ nhất là diode, đối tượng thứ hai là transistor, đối tượng thứ ba là con các cái con người ta là khuếch đại thuật toán. Từng cái con này thì nó cũng về cơ bản các cái nội dung học nó lớn nhau, tức là cũng về, thí dụ như con này chúng ta nói này thôi, nhưng nó cũng đi về giới thiệu cấu trúc nguyên tắc hoạt động rồi phân loại vân vân, theo kiểu như thế, ứng dụng là cái chính. Còn sau này chúng ta về DC load line rồi các thứ này chi tiết hơn. Thực ra nó là các đặc tính của characteristic ấy, phân tích của cái con này thôi. Ở đây chúng ta học con thứ hai là con transistor. Thì nó có, đây là hai loại thôi. Một loại transistor kiểu cổ người ta gọi là transistor trường. Một loại thứ hai hiện đại hơn. Đấy, hướng đến số người ta là transistor. Xin lỗi, thứ nhất là transistor lưỡng cực. Bipolar junction. Còn đây là field effect transistor, tức là transistor trường. Còn đây là các cái mạch ứng dụng, ví dụ người ta kết hợp hai con này. Đấy, kết hợp giữa hai con BJT vân vân để người ta làm các cái mạch nối tầng phức tạp hơn, hoặc người ta kết hợp người ta tạo ra các cái nguồn dòng. Đấy, các bạn học về nguồn dòng thì tạo ra nguồn dòng. Của chúng ta chỉ quen nguồn áp, cái nguồn dòng nó tạo ra là vân vân. Cái thứ ba là người ta gọi là khuếch đại thuật toán. Khuếch đại thuật toán chính là những con IC tương tự cổ. Đấy, theo cái truyền thống cổ ấy. Thế hồi xưa chúng ta không có vi xử lý, vi điều khiển, không có các con IC số. Thì làm sao chúng ta xây dựng được mạch? Thì người ta chính là người ta dùng những cái con này. Người ta gọi con khuếch đại thuật toán. Ví dụ các bạn bây giờ các bạn làm phép tính 1 cộng 2 cộng 3 hoặc phép căn hoặc phép sin. Thế thì bây giờ người ta có vi xử lý điều khiển. Thế hồi xưa thì người ta làm. Thì người ta dùng chính là người ta dùng những cái con này. Đấy. Tất nhiên trong môn học chúng ta, thế hệ chúng tôi thì học những kiểu đấy. Còn bây giờ người ta bỏ đi, người ta chỉ học một số cái đơn giản của nó. Chứ không người ta không là làm sao xây dựng được cái một con IC, làm tính xây dựng con IC để thực hiện được cái chức năng sin, chức năng cốt, chức năng căn gì đó, chức năng đảo, chức năng một số chức năng phức tạp. Thì bây giờ người ta không đi vào đấy, mà đấy là vi xử lý. Người ta chỉ nói một số chức năng cơ bản là cộng trừ hoặc là các chức năng, ví dụ như là đạo hàm tích phân theo kiểu đấy, bậc 1 thôi, bậc 2, bậc 3 các thứ người ta làm được hết. Tất nhiên xây dựng những cái đấy thì mặc nó cồng kềnh. Thì đây như là con IC tương tự, bây giờ người ta ít sử dụng hơn. Còn bộ so sánh thì nó là một cái loại đặc biệt của con này. Lúc nãy tôi nói về so sánh nhiệt độ ấy. Ví dụ bạn muốn để đo nhiệt độ ngoài trời, so sánh một cái ngưỡng 30 độ lớn hơn thì chúng ta báo động hay chúng ta làm cái gì đó.
thì người ta chính người ta sử dụng con so sánh này. Thường so sánh ở đây đơn giản là có hai đầu vào. Một đầu vào tức là lấy thông tin từ đầu ra của các cảm biến đo nhiệt độ môi trường, nó sẽ đưa thông tin đấy. Và thứ hai là một cái ngưỡng đặt, ví dụ 30 độ. Sau bạn sẽ biết cách là đặt như thế nào để nó được ngưỡng là 30 độ vân vân. Thì trong quá trình đấy chúng ta sẽ biết thêm. Hoặc là nguồn, thì tất cả các mạch người ta dù không nói đến nguồn mà luôn luôn cần một cái nguồn. Đối với môn học này chủ yếu là nguồn một chiều. Một chiều các bạn có thể lấy từ nguồn có sẵn, ví dụ đi mua các cái bộ nguồn ở ngoài, đi ra chợ hay mua, người ta cắm một đầu vào nguồn 220, đầu ra người ta có cái nút để chuyển 3, 5, 7, 9. Còn cái thứ hai là bạn tự thiết kế cái nguồn đấy. Thì trong cái này người ta sẽ dạy cho bạn là cách tự thiết kế. Tại vì cái nguồn, thường cái nguồn có sẵn ấy, là cái nguồn xoay chiều 220, 50Hz ở trong cái ổ cắm điện của bạn. Đấy. Ví dụ bạn có thể một số bạn lấy thiết bị xung quanh, đấy, một số bạn có các thiết bị xung quanh thì nó cũng có thể lấy được. Bây giờ nhưng mà chẳng may cái mạch 3,3V làm nào. Hoặc thiết bị xung quanh nhà chúng ta không có cái một chiều đấy có sẵn thì làm nhé, thì người ta có thể tự xây dựng được. Thì ở trong này còn đây là những cái phần phụ màu xanh xanh, cái phụ thôi về đáp ứng tần số. Thì đây là toàn bộ nội dung của bạn, thấy có ba cái phần chính như thế, ba cái phần chính như thế. Và tất nhiên ở môn học này chúng ta sẽ thấy là so với thực tế thì nó cũng có nhiều thay đổi. Tại môn học này là cái cơ bản để từ môn học này người ta học tiếp cơ sở lên các cái môn học khác. Thì trong quá trình sử dụng người ta cũng thế thôi. À, chúng ta có một cả một quá trình học như thế thì những cái đơn giản đầu tiên học, học sau chúng ta học cái công cụ đơn giản hơn thì người ta thường có thói quen sau này ra trường là sử dụng những công cụ đơn giản, đấy, hiện đại hơn đấy người ta làm. Nên trong môn học này sau này thì nó sẽ có xu hướng là trong các mạch điện sau này người ta sẽ sử dụng ít cái phần điện tử tương tự. Và xu hướng của người ta là trong một cái mạch, cái khối nào có thể thực hiện được số đấy, hoặc vi xử lý thì người ta ưu tiên sử dụng số vi xử lý để thay thế cái tương tự. Tại vì tương tự nó có một số cái nhược điểm như tôi nói là khó lập trình, tiêu thụ công suất, cồng kềnh, giá thành, độ tích hợp. Tức là trên một cái mạch ấy, bạn có nhiều con chip ấy, nó độ nén trong, ví dụ 1.000 con chip trong một cái diện tích mạch này thì cái số nó sẽ thuận tiện hơn. Đấy là về nội dung môn học. Môn học về electronics thì related to many other discipline, but one of the most important here is especially for the exam, okay, is the circuit theory or linear circuit, lý thuyết mạch or mạch điện tính. Okay, to solve problem yet in theory for electronics, normally you need to convert electronic problem into circuit theory problem and using circuit theory background to solve the problem. So this one is a very important. Very important. Thì các bạn chú ý là đây các môn học ở đây người ta có tên để sau lên mạng electronic design, analog electronic hoặc là signal electronic. Còn một môn học thứ hai for our school, so you have a second electronic called power electronic, gọi là điện, gọi là điện nặng. Còn trên này người ta gọi là điện nhẹ, điện tử công suất. Còn trên này thì đặc biệt student from industrial automation, tự động hóa. This is very important. So as you know, for student from industrial automation, two most important subject: first, electronic power electronic; second, electric drive. Electric drive. Tức là môn trong ngành tự động hóa, bạn nào tự động hóa nó có hai môn quan trọng nhất ấy, cơ bản nhất của ngành đây, đó là môn điện tử công suất, chính là cái điện tử hai này. Sau môn học này các bạn sẽ học này. Và môn thứ hai là môn chuyển động điện này, tức là điều khiển này, điều khiển tự động này. Nó có hai môn học. Nên trong cái bộ môn tự động hóa, hồi xưa tôi tốt nghiệp tự động hóa K37 thì hai cái môn đấy thường là những người lãnh đạo trưởng bộ môn là từ hai bộ môn này ra. Ví dụ power electronic thường là về inverter đấy, các bộ biến tần này, các bạn thấy cái biến tần inverter chính là power electronic. Thứ hai là về các cái bộ motor, điều khiển motor chính là electric drive này, robot motor, đặc biệt là motor. Sau này sau dây chuyển sản xuất đấy, các bạn thấy hai cái phần đấy, motor và inverter, tức là cái bộ điều khiển đấy, inverter chính là bộ điều khiển của motor. Inverter thực ra nó có rất nhiều chức năng điều khiển, nhưng một trong chức năng điều khiển quan trọng đó là điều khiển động cơ, chính là bộ điều khiển cho cái động cơ này.
trong các dây chuyền tự động hóa, nó đấy là hai cái phần quan trọng, gần như một trong trong các phần quan trọng nhất của một dây chuyền tự động hóa, và nó chính là cái phần quan trọng của ngành industrial automation. Bạn nào học industrial automation thì phải phân biệt được ba cái ngành: đo lường, điều khiển và tự động hóa về power electronics and electric drive. Và chúng ta rất hay nhầm cái từ truyền động điện, thì rất nhiều người hay dịch là từ electric transmission, không phải nhé, đấy là truyền tải điện. Sau này electric này rất hay nhầm. Đấy là truyền tải điện trong ngành hệ thống điện này khác nhé. Còn của chúng ta là electric drive. Sau này bạn nào đi ra, hồi xưa bây giờ các bạn giỏi tiếng Anh, hồi xưa mà đi ra, tôi là tiếng Anh yếu ấy, là thẳng phải đi ra cái phòng công chứng người ta dịch rất hay dịch nhầm. Đặc biệt bạn nào mà đi xin học bổng phải cẩn thận, dịch nhầm là hai cái môn nó khác hẳn nhau. Truyền động điện, thế truyền cái thứ thì ra ngoài người ta dịch transmission. Thì trong ở đây nó có một môn rất quan trọng, đó là môn rất nhiều môn liên quan, nhưng môn quan trọng ở đây là môn lý thuyết mạch. Còn quay trở lại là ngành tự động hóa, ngành thứ hai là ngành điều khiển thì người ta mạnh về control theory, control theory, system and control theory, môn lý thuyết điều khiển tự động, và môn thi đầu vào cho cao học trong ngành điện này. Còn đo lường thì các bạn biết rồi, thường liên hệ đến đo, hệ thống đo, giám sát và vân vân. Ba cái ngành. Thì cái môn học chúng ta nó có một môn để làm phần thi nhé, phần project nó là một kiểu, như nói phần thi thứ hai là về exam này. Exam người ta cho 4 câu hỏi, xong người ta yêu cầu bạn giải 4 câu hỏi. Thì thường nó liên quan đến cái này, các bạn phải có nền tảng kiến thức tốt về môn lý thuyết mạch hoặc môn mạch tuyến tính ấy. Vì bản chất của các bài toán về điện tử là người ta biến đổi bài toán từ điện tử sang bài toán về lý thuyết mạch, và sau đó cái phần điện tử trong một bài toán đấy nó chỉ chiếm 30% đầu, còn 70% sau đấy là kỹ năng giải lý thuyết mạch. Sau khi chuyển sang bài toán lý thuyết mạch thì nó giải như thế mạch. Tuy nhiên cái điện tử nó nằm ở 30% đầu, là nó quan trọng là làm thế nào chuyển đổi. Anh không có kiến thức điện tử thì anh không biết cách chuyển đổi lên này, cái đặc tính của nó là như nào. Đó. Anh mà chỉ hoàn toàn như ông toán với ông lý thuyết mạch thì ông không biết cách chuyển đổi. Thì cái thằng điện tử ở đây nó quan trọng, thứ nhất là chuyển, có kiến thức điện tử thì anh mới chuyển được sang bài toán lý thuyết mạch. Đó. Và thứ hai nữa là học mạch sau này nó một cái quan trọng là anh biết cách thiết kế và nhìn một cái mạch. Nhìn một cái mạch thì anh phải phân biệt được mạch này nó làm cái gì. Nhìn cái con diode chức năng đấy nó biết nó làm cái gì, chức năng thì nó làm, chứ không phải là đi giải toán. Đó. Nên trong này nó sẽ yêu cầu các bạn làm cả hai phần. Thứ nhất là project để bạn hiểu cái thực tế. Thế bạn nào ấy mà chỉ đi chăm chăm đi giải bài toán mạch ấy thì lúc ra thực tế các bạn không nắm được. Nhìn cái mạch này, khi chúng ta nhìn vào mạch ấy, cái quan trọng nhất là chúng ta phải biết được cả mạch lớn là phân được nó thành những khối gì. Cả cái mạch rất là chi chít này, khối này làm gì, khối này làm gì, khối này làm gì, khối này. Thì trong mỗi khối đấy chúng ta lại phân khối này nó làm mạch đấy, thế thì từng cái linh kiện trong đấy nó làm chức năng gì, con diode trong này nó làm chức năng gì, con khuếch đại thuật toán, con tra nó làm chức năng gì. Thì đấy là cái cách người ta đọc mạch. Thì học môn này nó phải học những cái đấy, chứ không phải là đi giải lý thuyết mạch. Mặc dù thi thì 70% như tôi nói là nó liên quan đến giải, kỹ năng giải lý thuyết mạch, nhưng học xong môn này cái quan trọng không phải là kỹ năng đấy, mà kỹ năng đọc mạch, hiểu mạch mới là quan trọng. Nên giữa học thi là một chuyện, yêu cầu đầu ra là một chuyện. Đó. Yêu cầu đầu ra nó là một chuyện. Nên tại sao các thầy phải yêu cầu các bạn làm project như thế? Mặc dù nó chiếm 30% nhưng nó lại có ý nghĩa rất quan trọng. Rất nhiều người bạn ấy, nếu chúng ta chỉ đi chăm chăm vào giải mạch, người ta đưa ra mạch điện chả biết nó là mạch gì, chỉ đưa đây xong tôi viết phương trình. Tôi viết phương trình tôi giải dòng điện nhưng mà chả hiểu ý nghĩa đó là mạch đang làm cái gì cả. Thế người ta bảo cái con điện trở này làm cái gì? Tăng cái điện trở này thì nó có tác dụng gì không? Giảm cái điện trở này có tác dụng gì không? Thế mạch này đang điều khiển động cơ, tôi thay đổi cái công suất cái động cơ đấy lên. Đó. Thế thì anh thay đổi mạch như thế nào làm được? Thì những người mà lý thuyết quá không biết làm nào, chỉ biết giải này, không biết là giải thế thì nó giải quyết được cái gì? Cái đặc tính của nó như thế nào? Nó ảnh hưởng như thế nào đến cái ý nghĩa thực tế? Thế thì nó phải kết hợp được. Còn tất nhiên nó còn liên quan một số môn khác, đối với cái này chúng ta thấy, chúng ta cứ tập trung vào cái circuit theory. Ok, as I tell you for the first class of electronics, so we will study three major components: diodes, BJT, FETs, and op-amp. So op-amp actually is a combination of BJT, FET, and basic component like resistor, capacitor.
review of this one. Okay. And for power electronic, we study other, okay, advanced and other power switches. SCR, triac, I think many of you heard of IGBT, something like that. Okay, it's electronic one. Sorry, electronic tool. Okay, now introduction about electronics. So as I mentioned, so we analog is mean continuous, and also we have a discrete. It's more about digital and micro processor. So for analog here, so in continuous domain. So for first, okay, how do you understand about analog signal? So as I explained before, it's an example analog signal. Analog signal is a signal of time very, yeah, a continuous, yeah, it's a very, yeah, across a continuous range. So it's an example. So digital, how about digital or punch signal? So we have an analog, or we have a digital, or we have a punch. Tương tự, xung số. Hồi xưa thì người ta có học môn xung, bây giờ người ta bỏ. Người ta học thường là môn xưa, môn học của tôi hồi xưa ấy, nó không đọc là điện tử tương tự, điện tử số, nhất là điện tử số ấy. Điện tử số hồi xưa chúng tôi học là nó có môn gọi là điện tử, bây giờ gọi điện tử tương tự, và môn thứ hai người ta gọi là kỹ thuật xung số, chứ người ta không học là điện tử số. Bây giờ người ta còn bỏ điện tử số, người ta gọi là thiết kế số, thiết kế tổng số, tức là người ta học hướng đến hệ thống, đến giải pháp, thay vì đến cái con linh kiện. Hồi xưa học là hướng đến linh kiện này. Thế thế tôi học cái cách học người khác, người ta cứ học hết con linh kiện này, con linh kiện khác, nhưng người ta không học các cả cái mạch đã làm này. Ít học này. Học mang tính chất gọi là giải chạy, tại vì cũng không có thiết bị, các thứ, nó nhiều cái thứ, không hồi xưa là, ví dụ chúng tôi học là cũng không có các phần mềm mô phỏng đâu, máy tính còn chưa có. Hạn chế hồi đấy là đi học chạy suốt ngày đi giải thuần túy rồi không hiểu ý nghĩa mấy. Toàn đi như giải toán ấy. Bây giờ các bạn tiện hơn nhiều. Còn đây là xung này. Xung thì nhận thấy rồi. Thường là nó có hai mức. Không một. Mức này là một mức cao, mức thấp. Có thể 5V với 2V thì tùy. Sau này học số chúng ta sẽ hiểu. Thế bây giờ số là gì? So how do you understand about digital? Such as analog. How about digital? For example in computer. How about understand about digital? And how to convert from analog into digital, and vice versa, how to convert from digital to into analog. For example, temperature. Okay, you want to measure temperature and display that temperature information on the computer, or store it into the computer. So, temperature you want to measure actually is the analog. For example, 30 degrees, 30.2 degrees is the analog value. But when you store it, you display in computer, it's a digital presentation. How to convert from that analog into digital. And vice versa. How to convert from digital to analog? It means you want to control a robot, you want to control a motor using computer. So you, using computer, you live in, you working in digital domain. All information digital. And you want to send the command to control the motor or robot. So you, your command on computer is digital. But robot or motor, it receive, it's requested to receive analog. So you need to convert from digital in analog in some way. But now forget about that's the complexity. So what, how do you understand about digital? For example, in a computer. It including two number, 0 and 1. Okay, so digital, right, especially in computer, normally it encoded in two values, 0, 1, 2, 4, high or low, but most popular, 0 and 1.
How do you understand about zero? Zero is nothing. And one. One zero. Okay, go ahead. Em thấy em nói tiếng Việt đúng không ạ? Ok. Thế em nghĩ là zero hay là một hay là không thì nó lại phụ thuộc vào ngưỡng mình đặt ạ. Ngưỡng gì? Tức là nhá, có cái tín hiệu đấy đi trên cái mạch điện ấy ở trong cái con máy tính ấy. Thế tại sao nó biết lại tín hiệu đấy là không hay một? Thì do cái điện áp ạ. Thế em là do điện áp. Thế điện áp không này, như nào? Không thì có thể là do cái người ta thiết kế, người ta đặt ví dụ như là từ dải điện áp từ 0 cho đến 0.8V chẳng hạn thì nó sẽ là 0 ạ. Còn lớn hơn 0.8 đến bao nhiêu đấy thì sẽ là 1, thì lại phụ thuộc vào người người ta thiết kế ạ. Ok. Ok, so quite right, not exactly right. Ở đây thì các bạn thấy là thường ấy, sau này người ta thiết kế con chip người ta sẽ có định nghĩa. Ví dụ con chip đấy tín hiệu vào ra người ta định nghĩa là từ mức 0 ví dụ cho đến 2.5V người ta, mức 0V đấy cho đến 2.5V người ta định nghĩa đó là mức thấp hoặc là sai, false hoặc là zero, low ấy. Ở đây tôi nói là 0, có nhiều mức 0. Để bạn tránh không hiểu 0 là 0V nữa. Người ta định nghĩa khi một đường dây tín hiệu đến một con chip đấy nằm từ 0 cho đến 2.5V thì con chip đấy nó coi đấy là mức 0. Còn 1 người ta định là lại không phải là từ 2.5 mà người ta định nghĩa 3.5 cho đến 5V đấy là mức 1. Cứ trên đường dây người ta nhận thấy ví dụ 3 đến 5V, à đấy là 1 đấy, 0 cho đến 2.5. Thế còn mức giữa người ta gọi là mức không xác định, mức tránh nha. Và cái mức đấy nó sẽ rơi vào miền không xác định. Nên thiết kế sau đừng có rơi vào đấy, không con chip nó chả hiểu đấy là mức gì. Đấy là sau này kỹ thuật thiết kế. Và thế tại sao người ta làm cái mức đấy? Thì nó gì? Nó tăng tính tin cậy và chống nhiễu. Thế cái đường dây tương tự các bạn thấy này. Ví dụ đường dây tương tự bạn có một cái tín hiệu điện áp là 1.5V, có một cái nhiễu 0.5 nữa thì nó thành 2V đấy. Và sai. Tương tự nó cứ như thế đấy. Rất đơn giản, 1.5 cộng lên 0.52. Nhưng số thì nó lại khác. Ví dụ tôi lưu thông tin số một thông tin bit ấy, không, ví dụ ca nhạc rồi các lời nói ghi này, các thông tin đều là dưới dạng một chuỗi 0 với 1 ấy. Thực ra dưới một chuỗi 0 với 1 ấy. Thì người ta gì? Mức 0 trong USB bạn ghi ấy, có nhiễu nó nhảy vào nhá. Ví dụ mức 0 đấy nó là quy định là 0.5. Anh có nhiễu nhảy vào thì nó nhảy lên 1 thôi. 0.5 nữa là lên 1 thì nó vẫn coi là mức 0. Tất nhiên khi cái nhiễu nó quá lớn thì nó sẽ thay đổi. Nên trong cái con USB ấy, người ta bảo tránh để ra các cái môi trường có nhiễu rồi ánh sáng, không thì nội dung trong đấy nó thay đổi đấy. Và lúc bạn đọc file sau độ 1 năm hay 2 năm bạn đọc là nó bảo lỗi file CRC checking ấy, vì cái nội dung bit trong đấy nó thay đổi. Thì thường thông tin ở trong cái bộ nhớ USB nó sẽ này, bạn chứa file ca nhạc ấy, một thực ra là một cái tập hợp rất lớn, một cái mảng rất lớn của các chuỗi 01. Thế thì người ta có một thuật toán, người ta quét toàn bộ 01 đấy, người ta phát hiện là lúc anh ghi vào thì cái 01 đấy nó sẽ theo một cái trình tự này. Nếu anh chỉ cần thay đổi cái là nó có toán nó phát hiện là à đã bị thay đổi rồi so với cái bản ghi đấy. Nên trong con USB của bạn ấy nó ghi là một là cái thông tin của bạn, thứ hai là một cái trường nữa là nó chứa thông tin để nó kiểm tra xem cái nội dung ghi dữ liệu đấy nó bị thay đổi không. Ví dụ khi nội dung đấy thay đổi, sau này con USB mỗi lần khởi động nó lại đọc lại cái nội dung đấy, nó tạo ra một cái mã nữa, cái mã theo cái mã đấy, và cái mã đấy nếu nó so với cái mã ban đầu hai cái đấy khác nhau, tức là nội dung đã bị thay đổi không như mong muốn và đấy là lỗi. Nên thường cái số nó sẽ có độ gọi là kháng nhiễu, miễn nhiễu tốt hơn. Đấy về số để chúng ta hiểu nôm na. Và trong các máy tính thường người ta là một chuỗi các cái 01. Ở đây thì người ta có một cái quan chú ý là người ta gọi là we live in analog world, our sense analog, so as I told you, everything around us is analog. Temperature, humidity, speed, everything is analog. But yeah, now we try to convert the analog into digital for easy processing and improvement, especially for flexibility, for power saving, programming, blah blah. But now two questions before close our class. So I have two questions. First, which one faster? Which one more accurate? So talk about the accuracy, which one more accurate in theory? Analog or digital? In theory, from what I learned, the digital one is more accurate.
Why can you give me some reason why analog like, is more accurate? Because the analog is easily to be affected by the environment. Meanwhile, the digital has some kind of like limitation, so that like it can be prevented from being affected by the environment. I give you one example. For example, okay, you want to measure the temperature from 0 to 30 degree. So tell me, from 0 to 30 degree, how many value within that range from 0 to 30? Let me take some calculation. So it would be around like 32 values, I guess. Any other student, do you have any other idea? Now, from 0 to 30 degree, within that range, how many value? I think infinity. Many values. Right, unlimited. Oh yeah. Okay. Right. Unlimited. Even from 0 to 0.1 degree. Also unlimited, uncountable. Okay. Now go to digital, because we talk about accuracy for in digital. How do you evaluate accuracy of a digital device? For example, computer. You buy a mobile phone. How do you know about its accuracy? Which specification tell you about accuracy of digital? Chúng ta đang so sánh. Thế bây giờ tương tự thì lúc nãy tôi nói từ 0 cho đến 30, từ 0 đến 0.1 độ nó là vô vàn giá trị. Cái thứ hai bây giờ muốn đấy là về tương tự. Chúng ta biết rồi, bây giờ về số. Số thì độ chính xác của nó khi nhìn vào thiết bị số như máy tính, điện tử thì how do you know about its accuracy? What specific information can tell you about its accuracy? Thế cái gì nói về độ chính xác của số, thiết bị số? Theo em là số bit của một con... Right, đúng không? Number of bit. 8 bit presents two values, either 0 or 1, as we discussed before. Okay, number bit. So normally in computer, how many bits? 32 or probably 64. Right, most popular nowadays digital devices, 64 or even 128. Okay, talk about most popular 64 bit. What do you mean? What that mean, 64 bit? Converse from now, you want to convert from analog from 0 to 30 degree into digital with a 64 bit computer. So how do you understand about 64 bit accuracy? So it can be like the values between 0 and 30 can be divided into two powers, 64 values, I guess. Right. 64 bits, so mean from 0 to 30, you can divide it into two power of 64 billion many value. However, it's in countable, limited. So it means digital always have some limitation in accuracy. But 64 bit is the very last value. So the division, okay, it's become too small. It can be negligible. So the difference between analog and digital is very small. But anyway, yet for digital, there always exists some accuracy limitation. It means now you measure the outside world temperature in analog world and you convert into digital. It means you convert from unaccountable domain into countable domain. So in the past, computer is a very simple 8-bit or 16-bit. So first of all, 8-bit, 8-bit it means 2 power of 8, 200.
Ok, 56. It means you divide the range from 0 to 30 into division of 2 power of 8, 256. Thì các bạn sẽ thấy ở đây là rõ ràng chúng ta đang biến đổi từ một miền gì? Miền liên tục sang một miền liên tục ấy, tức là không đếm được. Undercountable sang một miền đếm được. Nên bản chất analog nó sẽ gì? Nó sẽ chính xác hơn đấy. So với số. Tất nhiên ở ngày nay thì 2 power of 64 yes, it's a very large value. So the difference between is can be negligible. Ok, how about speed? Which one faster? So in conclusion for accuracy, analog, ok, in theory, more accurate than digital. But at the first thought, many students think digital more accurate. Because nowadays when you listen to TV, ok, reading the specification, everything, everyone talk about digital. So you tend to think digital is more okay, but actually in theory, yeah, in principle, analog more accurate. But with the advanced, okay, technology advanced of digital microprocessor, the difference become negligible. Okay. How about speed? Which one faster? In theory, again. Analog. I think so. Why? I think that analog is much faster than digital because, like, when you transmit the data into digital, you have to compute, right? You have to do some kind of computation so that you can solve from the analog to digital. And the, For example, I give you one example. Okay, you want to calculate this one. 0, 1, 2, 1, 3. Okay, blah blah. 1 million. Possible. So, do you know how this sum can be conducted in analog and how it can be conducted or converted in digital? If you understand, you will see the difference between them. Oh, okay. The first example, one. Example number one. Example number two, for example. Okay, you have a scene three. Okay, or number three, a equal to 1.451 divided by 1.22. Now in digital, how this one can be conducted, and in analog, how they can be conducted. If you see the difference, you can know which one faster. First, talk about digital. How? The first example, easy. You know how this one can be conducted in digital. Để hiểu cái nhanh hơn chậm, bạn nhìn vào cái ví dụ ấy. Yeah. Xem phải biết cách là nó thực hiện nào thì bạn biết là nó nhanh hay chậm. Người ta làm so sánh ấy. Một số cái phép tính ấy. You know how? Through computer computation. Yeah. How your computer yet complete this sum? To programming. No, in actually in a hardware. Software programming, that's a software. But software is actually you send the command to the electronic device or computer hardware to implement everything implemented actually in the hardware, not software. Software, that's the language to tell hardware what to do. So remember, we have a hardware and software. Software is that the language to tell hardware what to do. Actual computation all done in hardware, remember. Phần mềm ấy nó chỉ là cái ngôn ngữ, cái chỉ thị thôi. Làm cái này, làm cái kia đi. Còn cái thực hiện những cái thực tế để thực hiện nó phải là phần cứng. Nó ra lệnh cho phần cứng ấy, thực hiện. Ok.
Okay, so in hardware, do you know how this sum can be conducted? And the sum is computed sequentially. Right. Zero. So in hardware, actually, first you need to assign a variable sum into a memory cell and initialize it to zero. And next step, sum equal to sum plus one. Okay. You calculate this very simple one. Sum plus one. The result of sum plus one, okay, written back into that same memory. And then next, sum equal to the previous value of sum plus two. And the new result, okay, written back to that memory. And blah blah until 1 billion. So it's a sequencer of sum. Okay. So in computer, it's a simple sum here, but actually it takes a lot of time and a command. The computer actually it need to divide this one into simpler command. On this one, how about this scene? You know how computer. We talk about the simple computer, not about the complicated one nowadays. The simple one. Microcontroller or microprocessor, something like that. And remember, to calculate, to do calculation for this one, normally the like MCU microcontroller or microcomputer, they have a library of basic calculation function only. They don't support complicated formula or calculation. For example, if you look at this hardware, no hardware function to complete the sine function. No hardware or available function to calculate that's the complicated sum. Only where support very simple. Adder, we call adder, which is a two input. Okay, very simple one. Các bạn chú ý là trong các bộ vi xử lý điều khiển, nó không có cái phần cứng, hoặc bộ lệnh của nó không có các cái lệnh phức tạp như sin, cốt rồi chia, chia kiểu chia số đây là số có dấu phẩy này, nó chỉ chia số nguyên này, integer division này, not float, or decimal division. Even this one very simple, but actually it takes a lot of time for MCU to complete because it's a hardware. Do not support this division. Sau này các bạn nhìn vào bộ lệnh ấy, cái con chip ấy, nó thường nó chỉ những con chip đơn giản, nó chỉ hỗ trợ cộng trừ số nguyên này, nhân chia hết, chuyển trái từ trái rồi phải hết, rất là đơn giản. Thế để thực hiện những cái này phức tạp ấy thì làm nào. Đây là cái cách, it's a how about the analog, how analog complete such a calculation. For example, this one. Okay, how computer complete this formula? Computer, actually, computer processor normally do not support this function. It means it's a hardware library. Don't have this function, doesn't have this function. But how to conduct it? Rõ ràng cái bộ lệnh của nó, phần cứng của cái thằng con MCU nó không có hàm sin, không có hàm cốt, không có hàm tang, thế làm nào thực hiện này trong vi xử lý vi điều khiển này. The people will make a software to do that. How? They use the equation to to compute almost right of the scene. Right. Normally, you need to convert that kind of function into function or calculation that the hardware support. For example, sum, adder, subtraction only. So how to convert?
does this do the Taylor expansion of sine tree? Right. It's a Fourier series. You need to convert it into Fourier series. Okay. You need to use the mathematical scheme to convert it into Fourier series. When you convert, it means you convert from a complicated, yet which the hardware does not support, into the simple calculation, sum or adder and multiplication function only. Thì bạn phải chuyển những cái hàm này này thành những cái hàm đơn giản và phần cứng hỗ trợ, thường là phép nhân và phép cộng, tức là chuỗi Fourier. And you upset some approximation. When you transform, you upset some approximation. How about analog? How about analog? So analog normally here, you need to build up a block with the input and it's the output for your sign. So here, you put value of three, and you sign circuit to implement. And sign circuit is a much simple than in MSU. Okay, so later, or you have chance, we will study how to build up the size circuit. Or for adder, 1 to 1 million. So also here, you have a sum function. You have a multiple input here. 1, 2, 3, 1 billion. But important thing here, all calculation is conducted in parallel. Instead of sequencer calculation. That's why analog in principle can be faster. Thì bạn chú ý những bộ cộng, bộ sin này, tất cả nó thực hiện là song song. Nó có một cái con chip, khối ấy, con chip ấy, nó thực hiện song song. Những bộ cộng, nó có một bộ cộng nhiều đầu vào. Nó chỉ có một con chip rất đơn giản là con op amp, xong là có 1 tỷ, 1 triệu cái đầu vào. Cho phát là một cái nó đi ra ngay rồi. Kết quả toàn bộ là thực hiện bằng analog. Nó rất là nhanh. Tất nhiên là nó sẽ phức tạp. Về lý thuyết thì người ta làm thế nhanh hơn, nhưng mà không, thực tế thì chả người ta làm thế cả. Đấy là tôi gọi về principle and in theory. However, okay. So nowadays digital and microprocessors still are preferred, and we try to transform from analog into digital for several reasons. Accuracy. So when we talk accuracy in theory, analog better, but in practical, okay, so it have some limitation, especially related to noise, because noise is it in every system. The capability to overcome noise for analog is worse than digital. The reason, as I explained to you before, first of all, you apply 0.3 voltage to the line. For analog, it's the voltage now 1, so it's 1.2 volt. But for digital, it's encoded into series of 0 and 1, so it doesn't affect. Thì cái chính xác thì về lý thuyết thế, nhưng thực tế nó có nhiễu ấy. Nên cái khả năng của thằng số ấy, ví dụ tương tự, bạn trên một đường dây bạn truyền là 1 volt, bạn áp một cái nhiễu 0.2 thế thành 1.2 volt và sai. Và đo là người ta chính xác. Nhưng thằng số trên đường đấy nó là chuỗi bit 0.1. Đấy, chuỗi 0.1. Bạn áp cái đấy thì cái 0.1 nó chẳng thay đổi. Thế ông nãy như tôi nói, mức 0 của nó đang là 0. Thì bạn cộng với bao nhiêu, cộng với 0. mấy volt nó vẫn là mức 0. Mức điện áp đang cao 2 thì nó đang 3.5, bạn cộng 0.2 nữa là 3.7 thì nó vẫn hiểu là 1, nó chẳng thay đổi. Reliability thì cũng như thế, tính nhiễu. Flexibility related to programming. Yeah. Microprocessor computer must easier for programming. And cost. Also digital is better, and also power energy. So many advantages, that's why now have a trend to transform from analog to digital.
So what is in the past? So it's an unlocked for example, for when you want to hear the music in the past, in my generation, we need to use tape. But now digital, like MP3, CD, even internet. So for example, for analog, for tape, if you want to listen, have a 20 a song, you want to listen to song number 10. For analog, very difficult. In my generation, we need to use the how can I say, forward button on the device and push the forward button. Yeah, to move to the song number 10. And how do you know when you go to 10 number song? You need to stop and play and listen. Ah, still number 6, song number 6. Okay, keep going. Yeah, press the forward button and then stop and listen until number 10. Sometimes even it go beyond number 10. Suddenly, for example, you cannot pay attention. Maybe it go to number 13. You need to come back. So it's very inconvenient. Okay. And it's some component we can study for our analog. For example, three most component. We have a diode, for example, LED, and we have a transistor. Yeah, and finally, op-amp. For other, it's very basic. You can find in a theory circuit or linear circuit like capacitor, transformer, blah blah. Okay, and some it's a basic from other subjects like linear circuit and what we study for our class, BJT, FETs, diode, and this is a circuit we call circuit or component symbol. Which will be you, okay, in designing your schematic diagram, your schematic circuit. Là cái đây là các biểu tượng mạch mà bạn thường thấy trên các cái mạch nguyên lý. For example, when you see this one in the schematic, you know, oh, it is a BJT, something like that. Người ta gọi là component or circuit symbol, op-amp, okay. It's a three key component we will study together during this whole class. And it's some example amplifier. Okay, we can use some component to get amplifier or rectifier. Rectifier means convert from this AC to DC. AC here to DC. So remember DC, for example, this one is DC. It means the signal, not oscillate around the zero AC. It's one side of the IC only. Even this one, it can be DC as long as it's on the it's above the X-axis. Chú ý cái xoay chiều nó là nằm trên một nửa. Ví dụ nó mặc dù nó dao động như này nhưng tất cả nó nằm trên trục dựa trục số 0 thì người ta vẫn gọi là một chiều. Thầy đang tắt mic ạ.
sorry, yes, I try to. Okay, convert from unstable to stable or constant one. Oscillator, yeah, possible. You want to create the sine wave or square wave signal. Okay, you need to build up some kind of oscillator. Or you can use our analog component to build digital component. For example, you can build NAND. Yeah, NAND. Not NAND logic gate, tức là bộ vào hoặc. Okay, so any questions? Can you show us some examples from the previous project from your previous class? Okay. So we want simple one. Just a simple one. Yeah. Okay, for example here. Share my screen. Yeah, for example here. So this one even 8, but I think five minimum five enough. Okay. Can you see now? Sorry, yeah, in Vietnam. Yeah. Okay. Okay, the topic to present something like that. Okay, list a topic. Okay, the objective and the outcome you want, and then some application, and but most important here, the like block diagram, yes, some kind of block diagram, yeah, that's a we call block diagram. Okay, some information, okay, or yeah, how you want to build up, and then your plan, yeah, for hardware and software. Normally this one we notice the software. So very simple. That's it. And the plan to implement for this one, they want to do the real one and make comparison with the commercialized product. So it's recommended when you build your circuit, okay, or your device, you need to compare what you going to make, yeah, in comparison with the real product. Because sometimes, yeah, what you make is uncritical. So be careful. It's clear now for you? Thưa thầy, là cái lúc đầu thầy có nói là không khuyến khích lập trình mà sử dụng điện tử tương tự đúng không ạ? Đúng rồi. Tức là nhá, các bạn thấy là điện tử tương tự là cái công cụ cũ. Phương pháp này, tức là nó có môn học này là môn cơ bản, thế cùng một cái đề tài điều khiển động cơ người ta có thể sử dụng nhiều phương án. Hiện nay người ta hay thiên về phương án sử dụng số. Nhưng làm thế thì các bạn nó chả liên quan đến môn này này. Thế các bạn phải dùng các công cụ mặc dù là nó cũ nhưng mà để giải quyết bài toán. Ngày xưa người ta không có điện tử tương tự, không có điện tử số, mà vì xử lý vì điều khiển người ta vẫn làm thôi. Đó. Nó chỉ đơn giản thế thôi. Tại vì các bạn lên trên mạng nhiều khi các bạn hay lấy là lấy nhầm đề tài, người ta thực hiện đúng là tên là điều khiển động cơ hoặc là đo nhiệt độ, điều khiển nhiệt độ, nhưng mà ta làm vi xử lý điều khiển thôi. Ok, any other questions?
So, okay, so last message. In first 2 or 3 weeks, so please focus or pay attention to project proposal. Yeah, how to do, how to pay, I explained to you already. I think that's a 5 slide or 5 to 6 slide is not time consuming for you. Okay, important, yeah, to select right or suitable project, please. And if you want to have a further inquiry, so please exchange via our Microsoft team. So I will have a look at and explain. Do we have to represent for each topic? All right, actually, of course. So like we will have to represent 3 times as total. Normally, for example, you need to prepare. If you confident in 1 or 2 projects, you don't need to spend all time for 3 projects. For example, the later project, because we have a chance to study as a student. So you will see, okay, this one similar to other student. So I need to delete or remove from my project list. I focus on other project. So normally student come out, it's 2, but later student, you need to prepare 3. But high chance, you need to remove number 1, number 2 because other group selected already. You understand? And you focus on number 3, 2 or 3, something like that. Understandable? So we can have many proposals, but only choose 1 final project, right? Right, right. Okay, thank you. Thường các bạn chọn ấy nhá, you select to avoid, okay, the unsuitability and avoid the repetition with other student. That's it. Normally for the group number 1 to number 7, yeah, 2 is enough. But number 10 and after, so you need to prepare 3. But 3 in the concept. But when you listen to number 1 to number 5, you see, this is a control, motor control already selected, so I don't need to pay attention. Because later you will see in the list, in the file, you will see as a student member topic. And you need to have a look at it, you see the repetition, okay? Prepare detail for other topic. Thì bạn nhìn cái file, sau này nhìn cái file tôi đi từ when I check, I will go to from member number 1, group number 1 to number 20. So please try to make registration as soon as possible. The sooner, the better. Thì những người ở bên trên ấy, thì người ta ít trùng lập, thường người ta đưa 1, 2 cái dự án là gần như trả trùng lại, chỉ lúc đấy là phù hợp hay không. Còn những cái nhóm sau, nhóm số 10, nhóm số 20 thì hay trùng, nhưng mà bạn gì? Bạn nhìn đến nhóm trước người ta chuẩn bị rồi thì thôi, thì mình lại chuyển. Mình có 3 ý tưởng trong đầu, mình thấy cái ý tưởng 1, nhóm kia chừng ấy thôi, tôi tập trung vào nhóm số 2 thôi, số 3 thôi, nó kiểu như thế. Chứ không phải là một lúc làm cả 3 cái, thường người ta chỉ làm đến 2 cái thôi. Nhưng mà chuẩn bị những nhóm sau phải chuẩn bị các cái để trường hợp mà trùng ấy thì mình tập trung vào cái khác. Clear lắm. Okay, so sorry for the, some less joining today. So have a good presentation and good luck. We will see next time. Any question and inquiry, please send me by Microsoft team. Thank you for today's class. Thì các bạn có trong quá trình đấy chuẩn bị cái gì, có cái vấn đề gì thì cứ trao đổi, cứ bắt tay vào đi thì nó sẽ không khó đâu. Đó. Nhìn này thôi, chứ còn lúc vào thì 5 cái slide đấy nhanh lắm.
nó chỉ khó mỗi cái slide block diagram thôi, chứ còn mấy cái viết cái kia thì viết tí xong điều khiển động cơ cái gì thứ đấy, nó chỉ là cái hình thức thôi, cho cái định hướng thôi, chứ còn không khó. Ok, thì hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây.